Con đường hơn 1 km này dẫn vào khu vực mỏ đá và nơi sản xuất của 4 công ty kinh doanh vật liệu xây dựng. Dọc hai bên đường có hơn 200 hộ dân đang sinh sống. Hàng ngày luôn tấp nập xe tải trọng lớn ra vào. Cứ mỗi lần đi qua, bụi cuốn theo bánh xe bay mù mịt. Ngoài buôn bán tạp hóa, thì công việc chính hàng ngày của chị Khanh là lau dọn bụi. Như khi chị bán đồ này, lúc nào chị phải quét dọn, bụi cực kỳ. Xịt nước liên tục luôn á. Cái này chị bê tông mà chị mới đổ này, không đổ thì cũng chết. Nó bụi lắm. Nhà cửa luôn trong tình trạng đóng kín để hạn chế bụi bay vào. Ngoài ra, mặt đường lâu ngày phải chịu tải từ những xe chở vật liệu nhưng không được tu sửa cũng đã hư hỏng xuống cấp. Nhiều vị trí xuất hiện các ổ gà gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đặc biệt, con đường này còn tập trung nhiều trường học, khiến phụ huynh và các em học sinh rất bất an mỗi khi đến trường. Khi bụi vậy thì nó dính vô éo, vô mặt thì cũng khó chịu. Địa phương cũng yêu cầu là đơn vị này vá tạm thời những cái vị trí mà nó hình thành ổ gà. Đó. Cái thứ hai là tưới nước phải đảm bảo tưới nước thường xuyên để tránh cái việc mà gây bụi. Thì tuy nhiên và những cái việc vấn đề đó thì nó xử lý chưa triệt để, nó vẫn tạo ra cái việc mà mất về cái ô nhiễm môi trường và cái mất an toàn giao thông. Bên cạnh các đơn vị được cấp phép, thì thời gian gần đây xuất hiện một trạm bê tông nhựa nóng mà ngay cả chính quyền địa phương cũng không biết rõ tính pháp lý của nó, khiến công tác quản lý phương tiện vận chuyển không được chặt chẽ. Ngày qua ngày, người dân nơi đây vẫn tiếp tục sống trong tình trạng nắng thì bụi, mưa thì lầy lội, vì con đường ngày càng xuống cấp.